Ok, hôm nay mình làm clip để hướng dẫn các bạn thay cái ống tế bào gốc vào cái set Honeycell mà hôm trước mình đã giới thiệu. Đây là thiết bị máy full nano của Honeycell. Như các bạn thấy này, các bạn mở nắp ra thì đây có một phần bình chứa đúng không? Đó, các bạn mở nắp lên. Thì ở cái set Honeycell này thì có 20 ống. Nó có một cái ống này thì để cho các bạn tra vào máy, nhưng mà mình khuyên các bạn không nên dùng cái này. Cái này thì nó hơi bất tiện. Đây các bạn lấy một ống mới ra. Ở phần này các bạn nhìn này. Nó có cái để mở đúng không? Các bạn chỉ cần dùng lực thôi. Đó. Dùng lực thật mạnh, bóc ra. Đó. Đó. Cái này thì không phải lo đứt tay đâu bởi vì nó khá là mềm. Các bạn mở nắp ra. Các bạn đổ trực tiếp vào cái miệng ống. Mình thì mình không được khéo lắm, nhưng mà mình cũng đổ được, không bị rớt. Đó. Cái tế bào gốc thì nó hơi hơi dạng lỏng, nhưng mà nó không giống như nước mà nó hơi quánh. Đó. Ok. Bạn nắp lại và sử dụng trong trường hợp còn pin nhé, các bạn sử dụng đó, các bạn thấy không?